Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nam Ca Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi cái đỉnh núi thời gian map 1 Map đầu tiên các bạn ranh hôm nổi giận Cái đỉnh núi thời gian này nó có ý nghĩa rất là quan trọng các bạn Đó là giúp các bạn lấy được thêm một ít bụi Để các bạn có thể tăng con carry có thể là diamond hay scarlet lên level 100 Vượt qua được cấp 80 các bạn ha Tại vì lúc này nó sẽ yêu cầu chúng ta là 500 bụi Và các bạn vào này thì các bạn đi xong cái đỉnh núi thời gian này nhận được kha khá, khá bụi rất là ngon rồi, không làm mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình cái đỉnh núi thời gian map 1 ranh Home nổi giận. Đây thì không có khó các bạn, rất là dễ. Tuy nhiên cái khó đối với các bạn newbie đó là tướng thôi. Tướng của chúng ta chưa đủ mạnh thì chưa đi nổi cái này thôi các bạn, chứ còn cái đỉnh núi thời gian này rất là dễ nha. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn đi bằng một cái tiêm siêu của chuối và không hề có bất kỳ con tướng mượn nào hết cái con tướng thử nghiệm hệ thiên thần kia nó cũng chỉ là ở level 60 thôi các bạn. Rồi, tại vì chúng ta không có dùng tướng mượn nha. Các bạn hãy cân đo đông đếm khi mà các bạn lậm bút nha. Cái bút tốc độ hồi phục năng lượng này ngon nè, mình sẽ nhặt. Rồi, tới cái ai này. Level chỉ là 60 thôi nên mình sẽ đi được các bạn. Mấy con tướng của mình, hai con uh, carry chính là Sunza với lại Diamond thì level nó đã đạt được 80 rồi. Nên hàng tăng của mình sẽ không có dễ dàng bị tiêu diệt mình đi nổi nha ok các bạn chọn cái này cái hội gây thêm sát thương khi bị tấn công cái này con lập con xài các bạn chúng ta sẽ dùng cái này chọn đại một con nha sẽ chọn một con hệ ánh sáng rồi lẫm nè không biết làm sao trước mắt lợm trước đã ok lợm phun quà mình sẽ đánh vào cái vòng trong có sonja có nevanti có rosa tầm này ổn rồi các bạn ô mình sẽ chọn thêm ánh sáng đây mình sẽ đánh thêm mấy con này cấp 70 mươi Tại vì mình đã nhặt được một vài cái bút rồi Nên nó sẽ không đáng quan ngại đâu các bạn Lý do mình nên đi cái vòng ngồi trước là vậy nha Ok à, Mình sẽ chọn hút máu đi Rồi, lẩm bút các bạn Đó, sau đó thì mình sẽ lại đây tấn công thêm mãi này level 70 và 75 ok lập chiến của mình vẫn hơn rồi nhặt bút các bạn, mình sẽ chọn cái tăng hiệu quả tấn công của hệ sát rồi cái ai đó thì mình sẽ khoan đánh, mình sẽ lên đánh trên này trước. Chúng ta sẽ đi nhặt thêm bút các bạn nha. Rồi, chọn bút nhanh nhẹn. Ở đây mình có một cái lều nè, coi thử có tướng nào đáng nó mượn không. Ok, mình cũng không cần các bạn level 67. Mấy con này mình cũng không cần, mình sẽ đi vào chỗ này luôn. Rồi đánh xong ải này còn ải cuối, nếu mà bạn nào team của chúng ta gần chết á, bị mất tướng thì chúng ta phải mượn thêm tướng vào cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ dùng đền hồi sinh ngay chỗ này để chúng ta hồi sinh lại tướng. Đây chúng ta sẽ dùng cái này để hồi sinh lại tướng nha. Nhưng mà mình hiện tại đang không có tướng mất đây. Mình sẽ hồi sinh mà tại vì mình không có chết con nào mà có hồi sinh các bạn. Rồi bạn thiếu máu thì bạn xuống đây bạn hồi phục. Đó, để dành cái hồ này cho cái ải cuối cùng các bạn. Level 75, tầm này thì chỉ cần một con da ở đây mình là cân được rồi. Rồi cái series đỉnh núi thời gian này sẽ không có tướng mượn. Để các bạn thấy rõ cái việc nếu mà không có tướng mượn thì chúng ta sẽ đi như thế nào. Rồi xong luôn đó các bạn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn hoàn thành xong cái đỉnh núi thời gian match 1. Ren Home nổi giận ha. Rồi chúng ta đã nhận full 100% quà. Và xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và nhấn chuông thông báo để xem thêm các video tiếp theo của mình. Tham gia vào nhóm chat để cùng nhau chiếm gió với mọi người nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.